Thưa quý vị, có một câu nói rất hay về giáo dục, đó là giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới. Ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục vô cùng to lớn, không chỉ của mỗi con người mà còn cả của mỗi đất nước. Với đất nước Indonesia, điều này đã phần nào được khắc họa qua tác phẩm Chiến binh cầu vồng của tác giả Andre Hirata. Cuốn sách đã có sự lan tỏa mạnh mẽ và đến với độc giả Việt Nam qua sự phát hành của nhà xuất bản Hội Nhà Văn và để lại những xúc cảm lắng đọng trong lòng bạn đọc. Đây là cuốn sách Chiến binh cầu vồng của tác giả Andrea Hirata. Đây là cuốn sách có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất tại Indonesia. Cuốn sách này chính là một câu chuyện có thật của tác giả khi học tại ngôi trường Muhammadiyah. Tại ngôi trường đó, tác giả đã gặp những thầy giáo, cô giáo và gặp những chiến binh cầu vồng vô cùng là có sức sống. Họ đã vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn để có thể theo học tại ngôi trường này. Sách này gồm có 48 chương, chia ra làm rất nhiều câu chuyện nhỏ. Tuy nhiên thì có thể chia ra làm 3 giai đoạn chính, là khi những đứa trẻ mới bắt đầu đến trường học tập, sau đó đến giai đoạn là ngôi trường bị đưa vào nguy hiểm khi mà quy hoạch muốn dỡ bỏ ngôi trường để xây dựng một khu nhà máy mới, và cuối cùng là tương lai của những đứa trẻ sau khi biến cố của ngôi trường đã xảy ra. Trong tất cả các chiến binh cầu vồng thì có một người mà mình ấn tượng nhất, đấy chính là Lin Tang. Cậu bé là một người có hoàn cảnh khó khăn, vốn sinh ra định hướng tương lai đã chỉ có thể làm những công việc như là người nhặt thiếc hoặc là đi làm cu li, và nhà cậu vô cùng nghèo khổ. Để có thể đi học tại ngôi trường này thì cậu đã phải đi bộ đến 40 cây số, vượt khó khăn, vượt khỏa thú dữ, thậm chí cậu còn phải bán đi chiếc nhẫn của mẹ để có thể có tiền đi học. Tuy nhiên thì cậu ấy cũng chính là một người ham học nhất tại ngôi trường, bởi vì cậu bé ấy biết rằng là chỉ có giáo dục mới giúp cậu có thể thoát khỏi nghèo khó. Và cậu không chỉ học cho bản thân mình, cậu học vì cả gia đình mình. Cậu biết rằng giáo dục sẽ giúp gia đình của cậu đỡ vất vả hơn. Khi đọc được cuốn sách thì thực sự mình đã hiểu vì sao nó lại có tầm ảnh hưởng sâu rộng như thế. Đấy là bởi vì nó truyền tải những thông điệp rất là gần gũi, đơn giản, nhưng nó đánh thẳng vào lòng người chúng ta về cái gọi là sự quan trọng của giáo dục cho mỗi con người.